các anh em mà đang được thưởng thức chất âm tuyệt vời của cặp loa Mỹ Privay có cái model SP2G bát đơn bát 40 từ 2 côn họng 100 một tép kèn. Đấy, một cặp loa Vũ Trường phòng trà quán bar, các bác anh em sử dụng cặp loa Privay SP2G bát đơn 40 từ 2 côn 100 họng kèn được sử dụng từ 14 côn họng 51. Một cặp loa Privay bên em tiếp tục về hàng. Đấy, buổi chiều nay bên em về hai cặp loa Privay SP2G chữ to các bác nhá. Đấy, hai cặp loa Privay logo chữ to này các bác. Đấy, loa tình trạng đẹp lắm, loa tình trạng đẹp nguyên zin hết. Đấy, hai cặp loa Privay bên em vừa về buổi chiều ngày hôm nay có cái model SP2G công suất rất khủng 600 cho đến 1200 cho maximum, loa cho trở kháng 8 ohm với giả tần hoạt động từ 1800 Hz. Loa được sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Một cặp loa Privay SP2G bát 40. Đấy, bát mạnh như sấm. Đấy, loa về đẹp không tì vết các bác nhá. Tình trạng loa bên em tuyển về những cặp loa còn nguyên zin hết. Đấy, đẹp xuất sắc. Đặc biệt nó rất là thơm các bác nhá. Đấy, mùi ở trong nó phả ra rất là thơm. Với mức giá đầu tư rất hợp lý, dưới 20 triệu cho một cặp loa Privay SP2G. Các bác anh em có nhu cầu một cặp loa Mỹ xịn Privay SP2G xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0918 249265.